Ok anh em nhá. Bây giờ là chiếc xe này của bác nè. Đấy, lúc bác mua những em là nó là tem zin đúng không? Đúng rồi. May ơi tất cả đồ nó ngon lành. Nhưng đúng bác rồi. Về nhà bác thích tem này thì bác dán tem này, nhưng bác lại mất một tem lô. Em về em lại phải dán lại. Nên cho nên cái xe này của bác mua thì em tổng ngày xưa lúc bác mua con này là khoảng 100 triệu đấy. Xong bác về bác làm lại như này cũng phải mất vào tầm chục triệu rồi bác phải thế. Đúng rồi. Thế bây giờ bác không những làm lại mất tiền rồi, nhưng bác bán đi sẽ mất giá trị. Nhưng bây giờ em về em nhìn thực sự bác sơn bác làm thêm con này vào. Em đây là em vẫn mua thôi. Nhưng mà giá trị nó mất đi nhiều quá. Rồi, anh nói Kiên là khi anh mua của chú về anh thích thì anh thay cái tem. Vâng. Anh nhũ lại cái mè ơ. Nhũ lại cái màng cá. Vâng ạ. Mất hơn chục triệu á. Em biết. Hơn chục triệu của anh á. Vâng. Thực ra là anh nghĩ là để cho nó kính quang luôn, bởi vì đồ nó vẫn đang đều mà. Vâng ạ. Thì anh muốn làm cho nó mới một thể. Vâng. Thế nhưng bây giờ anh lại kiếm được cái quan hàng nó gấp đôi con này. Em hiểu. Thì anh muốn lên đời vô dế. Vâng. Thì là anh muốn là nhượng lại cho em. Vâng ạ. Đấy, nếu mà em mà cảm thấy ok thì em bốc lên anh em xử lý cho người khác. Vâng. Còn không thì anh lại cứ để anh đi lăng nhăng trời mưa cho nó mát. Không, em nói bác này. Trước hết là em đến đây để em mua chứ không phải đi chơi. Nhưng vấn đề là con xe này thì ý em muốn nói để cho khách hàng của em xem thôi. Tức là về bác đã mua của em rồi, tất cả con này của chú như nào nguyên bản như thế. Anh chỉ sơn thêm lên thôi. Vâng. Mới dán lên thêm. Rồi em hiểu, dán một em khác là xử lý theo nhũ theo ý bác. Đúng. Nhưng rồi. Mà ý em muốn nói bác này, nếu bác đừng động vào nó. Bác đừng sơn này, bác đừng sơn những nhũ này, bác đừng dán cái tem này vào thì để nguyên cái tem xịn của em nó có giá trị. Bác để nguyên nhũ xịn của em nó giá trị, bác sơn lại tự dưng này, bác vừa mất tiền. Đúng không? Xong lại em bây giờ mua lại thì tức là em phải trừ đi nhiều hơn. Tức là ý em là bác để nguyên như thế thì bác vẫn bán được khi 90. Nhưng bác để này em phải trừ đi 30%, đúng không? Đấy thì 100 mà bác còn cái chuyện em lấy 100, em trừ đi 30% là còn 70 triệu. Rồi. Còn cái chuyện bác sửa, bác sơn hết 10 triệu đấy, em không trừ. Hết 10 triệu đấy. Bác mất tiền thật rồi nhưng 10 triệu ấy. Nhưng còn mất giá trị của em thì em mới trừ. Chứ nếu bác không sơn không thay này nhá, giá trị nó khác. Nhưng thôi, em vẫn chấp nhận mua lại. Rồi. Anh em thỏa thuận. Đấy. Okay. Đấy, và cái tem này về, nếu anh em thích em mới để tem này. Còn không, anh em thích tem nào em ra tem cũ hoặc em về em tem mộc. Con này chính thức của nó là đời. Đời 2001 anh em nhá. Xe này cũng là xe thanh lý công an ra đấy, của một bác trai trong công an bác ra đấy. Là đời 2001 nhưng đăng ký lại 2009, anh em nghe rõ nhá. Đời 2001, đăng ký lại 2009. Tất cả của bác vẫn có một chìa khóa đây. Cái một chìa khóa này là hai chìa này. Đấy. Và tất cả xung máy vẫn còn đây. Đúng rồi. Đấy, bà đấy bác định đấy. Cả để sẵn bác, là để đi rút biển hồ sơ đấy. Để bác rút được sơ vào tên bác ấy, nhưng vì sao bác mua được chiếc xe khác. Đúng rồi. Đấy thì bác bán lại thì đấy em cứ công khai rõ ràng. Nếu anh em mua chiếc xe này thì em công khai em mua của bác là 70 triệu. Rồi. Em cộng lại cà phê con này là 5 triệu là 75 triệu. Rồi. Và giá này em chỉ bán trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày nhá, chiếc xe này biển 19 em quay đi em, thỉnh thoảng em phải đi một vòng chứ. Sau 3 ngày chiếc xe này em có thể bán lên 90, 100 là việc của em. Đúng rồi. Mà em bán trong 10 triệu là việc của em. Đúng rồi. Thế trước hết là anh em rất đơn giản, em cảm ơn bác tên là gì nhỉ? Anh Trung. Em cảm ơn Trung rất nhiều. Em chúc bác Trung Kiên. Ồ đúng rồi, em Kiên đây, Trung Kiên. Em không biết nói gì cả, thôi thì cái xe này nó là vô giá bác ạ. Rồi. Gặp người thích thì là nó có giá, gặp người không thích thì cho không đi. Đúng rồi. Cũng như bác đây, bác bảo là đấy, kể cả em không lấy, anh vẫn để đi trời mưa không kia để trưng. Nên thôi em đến đây này là mua. Đấy thì em xin phép chuyển tiền cho bác. Ok. Trung Kiên chào anh em nhá. Trung Kiên đang trên đường đi săn một chiếc xe siêu phẩm nhá. Anh em có nhớ chiếc xe mà em mua ở trên Phú Thọ 4 năm mùa dịch không đi không? Để dịch xong là để bụi bặm đấy, anh em có nhớ video con xe đấy không? Thì em có mua về và em bán cho anh trai ở trong thành phố Hồ Chí Minh đấy, trong vòng có mấy phút đồng hồ đăng đấy. Thì có bác trai thì Hồ Chí Minh, bác ấy để kỷ niệm cho anh trai ở Hải Dương. Đấy, thì bây giờ anh trai Hải Dương anh ấy lên đời, chiếc xe nhiều tiền hơn nữa. Anh ấy để lại cho em chiếc xe này. Đấy, thì anh em cùng theo dõi em nhá. Trước anh trai nào mà nhớ con chiếc xe mà mùa dịch ấy mua của một bác trai ở Phú Thọ mà con trai bác ấy bán đấy, anh em nhớ con xe đấy không? Thì hãy đợi nhá, đợi bị em sang. Bác có nói là bác mua về, bác có đi bảo dưỡng, lau chùi, đánh bóng và bác có thay bằng bộ tem ten vắt thì phải, chứ không để bộ tem đấy nữa. Bác thích tem vắt vào tem vắt rồi. Đấy. Và bác có đi bảo dưỡng hết một lượt rồi. Chứ bác mua nhà em còn đấy đâu ra khoảng 100 triệu đấy. Mấy bác về bác làm đâu mất mấy triệu nữa. Hay là bao nhiêu thì em không biết, nhưng mà bây giờ bác mua bán lại thì em đang trên đường đi mua đây. Anh em đợi cái kết để em sang em xem thực tế nó còn gì, mất gì, làm cái gì đẹp hơn hay không hay như nào. Em sẽ công khai lên. Em lại cộng cà phê cho anh em con này năm củ của anh em nhé. Em luôn mua bán cho anh em công khai nhé. Anh em đợi cái kết nhé. Em đang trên đường đi mua rồi. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 19:09. Còn 71 km nữa anh em nhé. 71 cây số này đến nơi. Đấy, 1:05 này đến nơi. 71 phút nữa. À 71 km nữa. Em đang trên cầu Hưng Hà anh em nhé.
Đấy. Quan điểm em này, đi đâu em đều livestream. Còn vừa nãy em đăng lên 3 chiếc xe đấy, giá từ 40 triệu đến 130 triệu đấy. Anh em nào mà ưng chiếc nào thì alo thật nhanh cho em nhé. Anh em muốn lên đồ, muốn hạ đồ thì em sẽ bán ra tầm tiền theo anh em mong muốn. Đấy, anh em chơi đến đâu thì em có đồ đến đấy. Ok anh em nhé. Bác nào đang mua trượt chiếc xe này lần trước thì alo nhanh thật nhanh cho em. Ok anh em nhé. Em bắt đầu từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng để rẽ ra lối ra về thành phố Hải Dương đây anh em này. Đấy. Anh em đợi cái kết. Em đang đi mua lại chiếc xe Win Huyền Thoại 100 mà bỏ quên 4 năm Covid không đi ở Vĩnh Phúc ấy, hay Phú Thọ đấy. Xong là em bán về thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 5 phút đồng hồ lúc em mua ấy. Bác về bác ấy bảo dưỡng sạch sẽ ngon lành. Và bác ấy có duy nhất là thay đổi cái tem từ cái đời 2005 xuống đúng đời 99 tem vắt 2000 đấy. Đấy. Xong là bác ấy để lại cho bạn bác ở Hải Dương. Bác ở gốc trong Hồ Chí Minh mà. Xong bác Hải Dương mang lên đời bác ấy lại bán lại cho em. Thì em có trừ đi 30% anh em ạ. Đấy, anh em đợi em sang em mua xong em công khai và em quay video chi tiết cho anh em. Những bác nào mà đã biết chiếc xe này rồi thì alo thật nhanh cho em chốt nhá, không lại tiếc nhá. Đấy, anh em mà bây giờ mà mua chiếc xe này là anh em ăn ra này, ít nhất là 30 triệu, ít nhất là 30 triệu, chưa nói tiền bác ấy bảo dưỡng vệ sinh nữa, anh em ăn ra ít nhất 30 triệu. Đấy, anh em đợi cái kết em sẽ đăng công khai em cộng cà phê 5 triệu con này anh em nhá. Đây là giá trong 2 đến 3 ngày thôi. Em kiểm tra lại nếu mà về mà sau 2 3 ngày em sẽ bán lại đủ giá đấy nhá, em nói trước. Và trước chiếc xe này có rất nhiều anh em tiếc đấy nhá. Thì nếu xem được video này thì alo thật nhanh cho em nhá. Đấy, cảm ơn anh em. Em vào mua tại vòng xuyến đi theo lối ra thứ nhất. Đây. Còn 19 phút đến nơi anh em nhá. Em vừa ở trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng xuống đây này. Đấy, cao tốc Hà Nội xuống thành phố Hải Dương, Hải Dương nhá. Đây này. Đấy. Ok, đây vòng xuyến rồi. Anh em ơi, em bắt đầu đến thành phố Hải Dương rồi nhá. Đấy, bây giờ là 20 giờ 8 phút. Còn cách nhà bác ấy 4 phút nữa thôi này. 4 phút đồng hồ nữa là một cây chín đã đến nơi để em mua chiếc xe Win Huyền Thoại 100. Vì mùa Covid mà bỏ lãng quên 4 năm không đi đến. Đấy, em mua lại của anh trai ở trên Vĩnh Phúc đấy. Xong nó em Phú Thọ đấy. Xong là em bán luôn trong vòng 4 phút 5 phút đồng hồ em đăng lên bán luôn về thành phố Hồ Chí Minh. Xong bác trai thành phố Hồ Chí Minh nó chốt. Bác về bác ấy vào bộ tem vắt chứ không để lại tem tem này của nó. Xong bác ấy đi bảo dưỡng xong xuôi bác ấy tặng ông anh ở Hải Dương này. Thì ông anh Hải Dương này mua được chiếc xe đắt tiền hơn. Hơn 200 triệu anh lên đời anh bán lại chiếc xe này cho em. Thì em cứ lấy ra gốc, em trừ đi 30%. Sau đó em lại cộng cà phê 5 triệu em bán giờ vàng cho những anh em nào mà đang theo dõi em nhé. Đấy, anh em muốn mua xe rẻ, xe đẹp, xe sang là chỉ theo dõi trên kênh của em. Và em nhắc lại sau 3 ngày hoặc sau 2 ngày là tùy theo lúc em vào em mua. Tùy theo là sau có thể 1, 2, 3 ngày sau em sẽ không bán giá này nữa. Vì đấy là giá mới trừ phần trăm. Còn giá trị thật của nó là trên 100 cơ. 100 đến 110 triệu bác về bác bảo dưỡng mấy bác làm lại nữa mà. Đấy. Nhưng mà em luôn công khai rồi. Thì em cứ trừ đi 30%. Bác ấy đồng ý rồi. Và em trên đường đi bốc. Thì anh em đợi cái kết em đến. Em cứ đếm tiền thôi. Và em quay video một vòng cho anh em. Mua bán rõ ràng công khai anh em nhé. Còn đến với Trung Kiên là rõ ràng. Đấy, nhà bác đối diện bên đường đấy rồi. Em sang đường này đến. Thuận mua vừa bán anh em nhé. Ok anh em ơi, nhà bác này gần nhà hàng 559 đấy này. Nhà hàng 555 này. Xong đến nhà hàng 559 nhà bác bảo cái khách sạn này cái gì ấy, chỗ cây xăng này. Đấy anh em nhá, em mua bán đều được công khai địa chỉ đây này. Đấy. Đấy nhà, đến đúng vị trí của bác này. Còn cách nhà bác ấy là 200m nữa. Đấy chỗ cây xăng này, đâu bênh này. Đấy. Em thì xe này em chốt rồi. Em chỉ đến là gọi là làm cái video. Đấy và công khai giá cho anh em nữa là xong. Đấy, bác nào mà ưng em thì alo thật nhanh cho em nhé, không lại tiếc nhá. Con này em nhắc lại này, em bán là bán. Sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Đấy, con này em bán này. Là em bán với giá trị là trừ đi 30%. Nên anh em là mua con này là rất là ngon luôn nhá. Đấy. Bác có công ty gì vào trong ngõ này luôn à? Không, đứng đây thôi, để điện cho bác. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Ok, để điện cho bác anh em nhé, để em đợi cho bác. Bác ơi, em đang ở ngoài cổng thế này. Em bác ra ngoài đường giúp em ấy. Bác nghe tiếng còi không? Dạ, chú đi vào đây, em quay ra đường kia ấy, quay ra đường năm ấy. Cái chỗ mà cái xe tải của em nó đang đỗ đấy. Đâu ạ? À? Em đang ở chỗ này này. Em đi chỗ nào anh đọc. Anh nhìn em rồi, em lùi ra đường đi, xong em có cái cổng đang mở này. Có xe tải pha đây này. Đi em đi thẳng lên, em đi lùi lại bác. Thì ngay cổng này này, em xoay vào cái cổng nó đúng đang mở đấy.
Đây em vào luôn nhá. Đấy, quay qua con đôi cho em ơi. Vâng em vào luôn nhá. Đây ok. Đây xe này này anh em ơi. Tiến vào trong đi. Đây xe này. Tiến vào trong này. Đây xe đây anh em ơi. Này bác đây. À bác lái xe tải luôn đây à? Ai à, anh em nhé, xe con hay ô tô, con ô tô to thì tắt máy đi. Đây anh em nhé. Xe đây. Quay tí đây, vẫn biển đấy. Chỉ mỗi là bác ấy lên. Bác lên cái bộ tem khác anh em này. Đấy, bác lên bộ tem khác này. Em lùi xe ra ngoài này này. Đây cho sáng. Quay lại vòng. Đấy. Lấy điện thoại sang để pin anh này. Tự dưng bộ tem kia bác lại bỏ ra bác vào bộ tem này. Sơn. Khô này. Vẫn là vô hai lớp anh em nhá. Vành bánh mê ơi bác xử lý lại hết. Vẫn đũa tâm trì này. Đấy. Nốt rồi. Nốt vẫn nốt zin nha anh em nhé, nốt zin này. Bánh bánh bác này làm mới nãy này. Em bác này mất thêm tiền bác nào. Đấy. Cần số vẫn zin này. Cái để bác ơi, cái để chân trước là bác có đưa cho bác không? Cái để chân mới tinh luôn. Không. Không được. Vâng. Đấy, bác nào tem này rồi. Về lại phải vào tem kia yên zin theo xe anh em nhé. Đây biển 19 đây. Anh em mới nhớ chiếc xe này là bỏ quên mấy năm Covid này. Đấy vậy bác làm lại. Đây đầu bò đây. Đây đầu bò này. Đấy đầu bò này. Đấy. Rẻ vẫn zin đây nhá. Đấy. Đũa zin này. Bánh zin hết nhá. Nốt zin hết nhá. Là một dân chơi đấy các bạn. Đũa zin. Bánh zin này. Đấy. Nó làm lại. Bánh nốt Indu luôn nhá anh em nhá. Cặp lốp Indu luôn nhá. Đây nốt Indu luôn này. Đấy. Đấy. Nó bị nu hết nhá. Đây pha đèn đồng hồ này. Đồng hồ zin này. Mới này. Đấy. Công tắc zin này. Bác về mỗi tội bác thay cái bộ tem này anh em ạ. Bộ tem nó là bộ tem đời cao. Bác bỏ đi bác vào bộ tem này. Giờ về em phải vào bộ tem khác. Đấy em quay công khai đây. Bác ấy đây. Bác lên mạng thoải mái tí nhỉ. Đây để nắp cái mic vào. Có gì cứ quay công khai. Có đấy tiền thì anh em mua cho bác nào. Nhưng mà lãng phí quá. Cái bộ tem này là mình thích thì mình thay vào thôi. Không phải, nhưng mà nó phụ giống à? Không phải, bộ tem này nó không phải bộ tem xịn. Đây là tem lô rồi. Đấy, về em lại phải vào bộ tem khác. Con này bình thì nó siêu đẹp rồi. Bình con này thì bình con này nó kinh khủng rồi. Em khẳng định bình con này siêu đẹp. Nếu mà nửa xoay ra nào. Nếu mà nửa xoay là ok đấy. Đấy. Đây. Không phải đâu. Con này thì thực ra là em mua là nó thật sự bạn làm đấy như này là bác nó vứt tiền đi đấy. Mình phải nói như thế. Đây em xoay đây. Đây anh em này. Bình sang con này nó như một cái bình mới luôn các bạn. Đây này. Như cái bình mới luôn nhá. Đấy, nhưng mà tiếc bộ tem. Tức là bác hiểu dùng là nhiều người. Mình cái bộ tem là khi bác mua về, bác có quyền là thay. Nhưng mà khi các bác bán thì bọn em mua nó mất rất là mất giá. Thật sự này bây giờ em nhìn em còn chẳng muốn mua ấy. Bác hiểu cái cảm giác đấy. Không, nhưng mà thôi anh em chơi với nhau thì thôi mình bán ra mình lại mua lại thôi. Nhưng mà nó... Đấy. Đúng rồi. Bác có hiểu cái cảm giác này đúng không? Tức là các bác mua về là các bác thích thay cái gì quyền của bác. Đúng rồi. Bác cho ai này việc của bác. Nhưng khi các bác bán lại thì nó sẽ bị một cái gì đấy nó... Em cảm thấy nó bị tiếc. Anh em ạ, bộ tem nó là bộ tem đời cao. Bộ tem đời cao là cái bác trai này này là bác ấy làm cũng nhà nước, bác ấy thích cái bộ tem đấy, bác ấy đổi cả một con xe khác, bác ném bộ tem ấy ra. Giờ về anh thay bộ tem lô vào còn vứt tiền đi chưa? Đấy. Còn tất cả mọi thứ từ pha đèn, đồng hồ sinh nhan nó rất là đẹp. Đấy. Mà bác về bác làm lại hết này, bác làm mới lại này mất giá trị luôn. Nếu như bọn em làm này gọi là mất giá trị. Làm lại hết đấy. Đấy. Mà làm mà mất không phải có phải mất ít tiền đâu.
làm phải mất tiền đấy chứ. Nhưng mất tiền rồi, nhưng tức là ví dụ như bác dễ hiểu nhé, nếu bác để nguyên như thế em sẵn sàng mua cho bác lại rất là cao, nhưng bác đã làm lại rồi là bác vừa mất tiền của cái giá trị đi, bác làm lại bác mất cả số tiền đấy đi. Nhưng thôi em đã hứa với anh rồi, em chuyển tiền, em chuyển tiền thôi rồi. Đấy, em không tham chuyển vì lại phải gặp người, làm gặp người thích thế này. Nhưng mà cái bộ tem này của bác ấy nó cũng rất là xấu, nó không được như bộ tem bọn em bán ra, nhưng bọn em làm, nhưng bọn em về bọn em lại phải đổi bộ tem khác cho đẹp. Em nói là tem lô rồi, tem này là quá xấu, không sao, kể cả dán cái tem này sai luôn. Ok anh em nhá. Bây giờ là chiếc xe này của bác nè. Đấy, lúc bác mua những em này nó là tem zin đúng không? Đúng rồi. May ơi, tất cả đồ nó ngon lành. Nhưng đúng bác rồi. Về nhà bác thích tem này thì bác dán tem này, nhưng bác lại mất đúng một tem lô. Em về em lại phải tái lan dán lại. Nên cho nên cái xe này của bác mua thì em tổng ngày xưa lúc bác mua con này là khoảng 100 triệu đấy. Xong bác về bác làm nhà anh như này cũng phải mất vào tầm chục triệu rồi, bác phải thế. Đúng rồi. Thế bây giờ bác không những làm lại mất tiền rồi, nhưng bác bán đi sẽ mất giá trị. Nhưng bây giờ em về em nhìn thực sự bác sơn, bác làm thế con này vào. Em đây là em vẫn mua thôi, nhưng mà giá trị nó mất đi nhiều quá. Rồi, anh nói kia là khi anh mua của chú về, anh thích thì anh thay cái tem. Vâng. Anh nhũ lại cái mê ơ. Em nhũ hiểu. Lại cái màng cá. Vâng ạ. Mất hơn chục triệu á. Em biết. Hơn chục triệu của anh á. Vâng. Thực ra là anh nghĩ là để cho nó kính quang luôn, bởi vì đồ nó vẫn đang đều mà. Vâng ạ. Thì anh muốn làm cho nó mới một thể. Vâng. Thế nhưng bây giờ anh lại kiếm được cái quan hàng nó gấp đôi con này. Em hiểu. Thì anh muốn lên đời vô dế. Vâng. Thì là anh muốn là nhượng lại cho em. Vâng ạ. Đấy, nếu mà em mà cảm thấy ok thì em bốc lên anh em xử lý cho người khác. Vâng. Còn không thì anh lại cứ để anh đi lăng nhăng trời mưa cho nó mát. Không, em nói bác này. Trước hết là em đây để em mua chứ không phải đi chơi. Nhưng vấn đề là con xe này thì ý em muốn nói để cho khách hàng của em xem thôi. Tức là về bác đã mua của em rồi, tất cả con này của chú như nào nguyên bản như thế, anh chỉ sơn thêm lên thôi. Vâng. Mới dán lên thêm. Rồi em hiểu, dán bộ tem khác và xử lý theo nhũ theo ý bác. Đúng nhưng rồi. Mà ý em muốn nói bác này, nếu bác đừng động vào nó. Bác đừng sơn này, bác đừng sơn những nhũ này, bác đừng dán cái tem này vào thì để nguyên cái tem xịn của em nó có giá trị. Bác để nguyên nhũ xịn của em nó giá trị, bác sơn lại tự dưng này bác vừa mất tiền đúng không? Xong lại em bây giờ mua lại thì tức là em phải trừ đi nhiều hơn. Tức là ý là bác để nguyên như thế, ví dụ bác vẫn bán được khi 90, nhưng bác để này em phải trừ đi 30% đúng không? Đấy thì 100 mà bác còn cái chuyện em lấy 100 em trừ đi 30% là còn 70 triệu. Rồi còn cái chuyện bác sửa bác sơn hết 10 triệu đấy em không trừ hết 10 triệu đấy bác mất tiền thật rồi, nhưng 10 triệu ấy nhưng còn mất giá trị của em thì em mới trừ. Chứ nếu bác không sơn không thay này nhá, giá trị nó khác. Nhưng thôi em vẫn chấp nhận mua lại. Rồi. Anh em thỏa thuận đấy. Okay. Đấy, và cái tem này về nếu anh em thích em mới để tem này, còn không anh em thích tem nào em ra tem cũ hoặc em về em tem mộc. Con này chính thức của nó là đời 2001 anh em nhá. Xe này cũng là xe thanh lý công an ra đấy, của một bác trai trong công an bác ra đấy, là đời 2001 nhưng đăng ký lại 2009 anh em mới rõ nhá. Đời 2001 đăng ký lại 2009, tất cả của bác vẫn có một chìa khóa đây. Cái một chìa khóa này là hai chìa này đấy, và tất cả xung máy vẫn còn đây. Đúng rồi. Đấy, bây đấy bác định đấy để sẵn là để đi rút biển hồ sơ đấy. Để bác rút được sơ vào tên bác ấy, nhưng vì sao bác mua được chiếc xe khác. Đúng rồi. Đấy thì bác bán lại thì đấy em cứ công khai rõ ràng. Nếu anh em mua chiếc xe này thì em công khai em mua của bác là 70 triệu. Rồi. Em cộng lại cà phê con này là 5 triệu là 75 triệu. Rồi. Và giá này em chỉ bán trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày nhá, chiếc xe này biển 19 em quay đi em, thỉnh thoảng em đi một vòng chứ. Sau 3 ngày chiếc xe này em có thể bán lên 90-100 là việc của em. Đúng rồi. Mà em bán xuống 10 triệu là việc của em. Đúng rồi. Thế trước hết là anh em rất đơn giản, em cảm ơn bác tên là gì nhỉ? Anh Trung. Em cảm ơn Trung rất nhiều. Em chúc bác Trung Kiên. Ồ đúng rồi, em Kiên đây, Trung Kiên. Em không biết nói gì cả, thôi thì cái xe này nó là vô giá bác ạ. Rồi. Gặp người thích thì là nó có giá, gặp người không thích thì cho không đi. Đúng rồi. Cũng như bác đấy, bác bảo là đấy, kể cả em không lấy anh vẫn để đi trời mưa không kia để trưng. Thế thôi em đến đây là mua. Đấy, thì em xin phép chuyển tiền cho bác. Ok. Chúng ta bây giờ mà kèo nhèo thì bớt được ít tiền đấy. Thôi em nói thật. Thôi em mua để các bác biết này, vì bác kia cũng thoải mái thì em mua lại thoải mái. À để em điện cho anh một cuộc ấy. Để cho nó xanh chín. Đúng rồi. Đấy cho nó thoải mái. Đứng cái góc nào nó đẹp nó sáng rủa tí. Anh ơi. Em đang ngồi với bác ở đây. Rồi ok. Nhưng mà em nói thật với anh nhá, đây là danh dự luôn. Em dám thề danh dự luôn là con này đúng như này em không mua với cái giá đấy, phải trừ đi nữa. Vì bác về bác này sơn chiếc này hết rồi. Đấy. Đẻ mẹ sơn mỗi cái rồi. Sơn mỗi cái lốc rồi. Kể cả mai ơ cái thứ là sơn rồi. Không, mai ơ của nó là zin của nó như vậy. Không, sơn màu nó sáng rồi em. Tức là mai ơ nó là sơn rồi, em hiểu nó sơn nhưng mà, xấu thế này cho nó không. Đấy, bác bảo nó sơn lại nhưng mà thôi. Nhưng mà không, thôi. Em nhưng mà bác sơn màu này nó màu sáng quá. Nhưng mà thôi không sao, vì quan điểm của em nó rõ ràng công khai. Quan trọng cái chất xe là được. Em mua rất là nhanh, em không gì. Em điện cho anh một câu này. Có thể em có quyền không mua lại, nhưng mà riêng anh rất là trân quý, lúc anh mua nhà em rất là nhanh gọn.
nên em okay. sẽ mua lại với giá và rất là nhanh gọn cho anh. Đấy. Okay. Bây giờ em chuyển cho bác cái tiền nhá anh nhá. Ok. Vâng, okay. anh nhá. Vâng. Đấy anh em nhá, có nghĩa là em trước mặt bác này này, đúng ra là em không mua lại giá đấy đâu. Nhưng thôi, em đã nói ra lời em giữ lời. Vì dù gì các bác thiệt thòi nhiều rồi. Đấy. Đang trên đường ở đây có người mua xe. À thì cái giống này người này chán thì người kia thích. Đúng, sao? Bác nói đúng. Chán quá thì quan trọng là em mua bán đều công khai. Đấy thì em bảo cộng đồng mạng là bác lên đời con ngon hơn để bác mới bán lại con này. Đúng rồi. Đấy, chứ còn việc mua bán nó khó. Một khi bác đã thích rồi thì không hỏi tại sao, mà đã không thích thì bác là số tài khoản ACB ạ. Tài khoản thu là số bao nhiêu ạ? 133. À đây là trong ngân hàng rồi, em chuyển ngoài ngân hàng. ACB ạ? À. ACB. Đúng không ạ? Đúng rồi. 133. 515. 515. 138. 138. Hoàng Văn Chuyển đấy. Bác tên là Chuyển à? Đây Hoàng Văn Chuyên. Đúng rồi. Chuyên chuyển gì đấy? Đấy nhá, em giữ đúng lời, em mua lại là 70 triệu. 70 triệu đây nhá mày nhá. Đấy em nói lời như thế để em cộng cà phê 5 triệu. Cho rõ ràng không ai không mang tiếng. Trừ đi 3%. Đây quay đây em ạ. Quay chéo để biết là mình vào màn hình đây. Ồ. Không đủ độ sáng, chờ tí. Em phải đứng ở chỗ này này, ngồi chỗ này này. Ở đây rồi, đây rồi. Đấy. Đây anh em nhá, đã chuyển tiền thành công anh em nhá. Đã chuyển tiền thành công anh em nhá. Đấy. Đấy, chụp ảnh lại màn hình. Đấy, bác này là Trung, em tên Kiên. À, Trung đấy. Kiên. Đấy, công ty Trung đấy. Kiên đâu. Đây là hiện tại bây giờ là trước là anh mua của chú Kiên cái xe này. Vâng ạ. Thì đồ đạc là chú biết từ đầu đến cuối rồi. Vâng ạ, em biết rồi. Đấy, như anh về là anh có dán lại cái tem và vâng. anh sơn lại cái mirror trước và cái em biết rồi. Ốp màng cá. Ok, đây đấy. Em quay lại vòng cho anh thì em thì thôi nhá. Bây giờ anh mua được cái xe nó cao cấp hơn. Vâng. Thì anh muốn chia sẻ lại cho người vâng. khác. Thì thôi thì anh em cắt này vào. Bớt đi một chút đấy thì em xử lý em cho rồi, anh. Em biết rồi, em biết rồi. Em hãy cho thì... xoay đèn cho anh cái để quay vòng cho khách hàng xem. Thì là anh lên đời rồi. Vâng. Đây thì rất ngắn gọn anh em. Chia sẻ cho người khác. Vâng. À. Đây là bác lên đời, bác bẻ lại thôi. Đây vẫn bụi bặm này anh nhìn này. Đây bụi bặm này. Đấy. Trước con xe này trước đi mua bụi bặm nào, bây giờ quay lại bụi bặm như thế này. Đấy. Đây anh em nhìn đồ đẹp nào này. Cùng công tác đẹp nhá. Đấy, anh nhìn này, cùng công tác đẹp này. Đồng hồ này thì quá đẹp rồi. Không biết bàn về đồng hồ rồi. Hóa một chìa ba món nhá. Hóa một chìa ba món này. Đấy. Xinh nhan này. Nha, xinh nhan zin nhá, KGD mềm nhũn này, bẻ thoải mái nhá. Đấy pha đèn vành đèn con này thì quá chất rồi anh nhìn này, bụi bặm này. Đấy nâu đi sáng trưng nhá. Con này nếu mà trong 3 ngày em về em chỉ lấy đồ em bán thôi, em nhắc lại nhá. Xong em bán rẻ hơn được, nhìn này. Mềm nhũn này. Thụt anh em nhìn này. Đấy, rẻ zin nhá. Rẻ zin nhá. Rẻ zin này, bụi bặm này. Đây, thụt này. Bác em mang đi đánh bóng hết này. Đấy, nhũ này. Nếu bác nào đang cần mua một chiếc xe mà lửa Tây nửa ta thì ố quá rồi đây. Bác thích mới mà là có cả mộc trong đấy thì quá đẹp rồi. Đấy. Vành zin hết anh em nhé, vành zin đẹp. Con này nếu cần thiết em nhé, vành zin này này. Đấy. Con này nếu anh em phải nhớ là sau 3 ngày chắc con em phải phá đồ ra em bán thôi. Xong em hạ đồ xuống thôi thì mới sẽ có giá được. Đấy vì bác ấy sơn mới lại mà. Đấy. Mà củ máy vẫn đây đẹp anh nhá. Củ máy đẹp anh em nhìn này. Rất đẹp luôn. Đây, ốc này. Đấy, ốc này. Đấy. Lốc này. Lốc này. Đấy. Tem này. Đấy bác ra cái tem này nếu anh không thích em vào tem khác nhá. Đấy, đây, yên zin vẫn theo xe, cái yên em tháo ra em phải bán được khoảng 4 triệu rồi. 4-5 triệu cái yên này rồi. Đấy, thụt sau zin mới hết nhá. Chắn xích zin mới này. Phanh bánh sau zin mới hết này. Đấy. Biển 19 nhá. Anh em xem lại video gốc của em đấy. Nó lãng quên 4 năm đấy, tay dắt đẹp này. Bô đít bô 2 lớp nhá, không phải đít noe đâu nhá. Bô 2 lớp nhưng mà có giá anh em nhá. Bô 2 lớp này, đẹp luôn này. Đấy. Thụt sau zin này. Tất cả mọi thứ đây nhá, càng zin này. Đấy. Chân khởi động zin hết này. Đấy, tất cả mọi thứ này, đầu bò này. Con này nếu anh em nào mua chiếc xe này là anh em ăn ra được là chính chiếc nào. Xe là 110 triệu tiền bác làm linh tinh đấy là 110 70 này còn 70 75 là anh em đang ăn ra được con này 45 triệu nhá. Đấy, em nói thẳng công khai trên video. Đồ lạc em tả rồi. Còn nếu không sau 2 ngày đi, hết ngày hôm nay ngày mai thứ mấy nhỉ?
thứ ba, hết ngày thứ tư nhá. Hết ngày thứ tư em xin phép em không bán quần này ra đây nữa. Em về em tháo hết đồ ra như đồng hồ em báo ra. Tội gì? Cái đồng hồ đẹp này phải tầm 5 7 triệu rồi. Đấy, cái phai đèn này phải tầm 5 7 triệu, thậm chí 10 triệu cái phai đèn này rồi. Đấy, không tin anh em cứ trừ đi, em trừ cho anh em những phai đèn đẹp như này. Đấy, xinh nhan này đẹp rồi, phải 3 triệu rồi. Cái rìa này này, cặp rìa này phải rơi tầm khoảng 7 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu rồi. Những cặp rìa đẹp này. Đấy. Còn những cặp vành này nó như này sơn lên rồi thì không nói. Nhưng riêng củ máy này nhá, em về em hạ đồ em bán là tầm khoảng, riêng con xe này về em hạ đồ em bán tầm khoảng 3 40 thì rất là dễ bán. Xong mình lấy đồ lại. Bình xăng này thì nó là siêu chất rồi anh em này. Siêu đại chất rồi. Nó như mới luôn anh em này. Đấy. Mỗi tội bác ấy đang tem zin bác lột ra. Và em nhắc lại trước mặt bác ở đây, em quay đi. Trước mặt bác ở đây. Đấy. Nhắc lại trước mặt bác này này. Là khi bác mua nhà em, kể cả nó có zin rời zin biển, nhưng về bác không thích, bác lột ra là quyền của bác. Thì đúng rồi. Chẳng qua là lúc em mua lại em khó chịu tí thôi, nhưng mà em là người đi mua lại mà. Đúng rồi. Đấy, thì quá nào chú mua thế. Đúng rồi, đúng rồi. Em thấy em phải trừ tiền đi chứ không thì sao trừ thế được. Rồi. Đấy thì thôi, việc cuộc sống mà mình phải chiều theo người ta thôi. Okay. Cũng như bác bây giờ em mua về, nhiều người bảo không anh thích tem này, nhưng anh thích tem khác này, em lại chiều tem khác thôi. Đấy. Thôi, đấy tiền okay. Chuyển rồi, bây giờ xin phép em. Chào em nha. Okay. Em cho xe lên thùng nhá. Rồi, ok, ok. Đấy anh em nhá. Đấy, tất cả mọi thứ thì đấy. Nó phải rõ ràng. Anh em xin cái mic. Rồi em cái mic. Vâng. Anh em nhá, tất cả em mua bán đều rõ ràng cho anh em luôn. Đấy. Giờ này em lại về Hà Nội. Bác nào mà trên đường đi mà chốt chiếc xe này thì alo thật nhanh cho em. Chung quy là con xe này về anh em sẵn đổ xăng chạy thôi. Không phải làm gì. Đấy. Nào lại hết rồi, đúng rồi. Có nghĩa ông nào mà đúng chất chơi xe mới là con này được. Đấy, bác phải để cái mic đây, bác cứ nói đi. Bác có nói tao nghe được không? Nói sao không nói? Bác cứ nói đúng sự thật của bác thôi. Không, cái này là dầu mỡ là anh tra kỹ lắm rồi, về chỉ việc đi thôi, không phải sửa sang gì đâu. Vâng ạ. Bởi vì là thợ nó làm mẹ dọn 5 ngày rồi đấy. Tức là về trong nó vệ sinh làm 5 ngày. Đúng rồi, 5 ngày ấy, mẹ thợ cứng không phải thợ vớ vẩn đâu. Dọn sạch sẽ lắm mẹ. Và chú cứ thế mà đi thôi, không bảo người ta đừng thay dầu hay mỡ gì mất công. Tức là về chỉ đi thôi. Cứ đi thôi. Đấy, anh em nghe rõ nhá. Thực sự chiếc xe này thật sự với anh em này. Nếu để người như bọn em đam mê xe mộc ấy thì đây, thứ nhất là bọn em đi mua bán em phải có quyền chê, đúng không anh? Em có quyền chê mới mua được xe chứ. Nhưng vấn đề ở đây là mình phải chê đúng, tức là gì? Tức là đúng là bác đang đốt tiền gì đấy. Cái tem zin bác giữ lại cái tem đấy, em thề bác em mua giá khác này. Đấy chỉ vì mất cái tem đấy. Nhưng thôi em biết là sao bây giờ? Bây giờ mua nó có thế rồi. Anh em ạ, bây giờ em đi mua người ta, bây giờ người ta có đập lát ra rồi mà không mua không em vẫn mua kìa. Đúng không? Nhưng quan trọng mua lấy đồ. Đúng rồi, chuẩn. Đấy. Cái vấn đề đây là mình cảm thấy mình có lãi, hợp lý mình mua. Đúng không? Không ai ép. Con này về bán đồ chứ là bằng tiền của mẹ. Nếu để dỡ đồ bán. Thì nếu mà chú vì có những cái dòng xe kia chú tỉa sang lại với nhau thì dễ. Có nghĩa là nói thật lòng này, nếu con này chứ bạn nào, ông bác nào ấy mà cũng tâm lý như bác ấy là nó mọc rồi nhưng ta phải ta dọn mới lên một chút thì con này không còn gì để nói. Thì không phải dọn nữa. Như kiểu là mua người chán bán người dùng đấy. Cứ đi thôi. Đấy, đúng mua người chán bán người cần anh em ạ. Con này đúng mua người chán bán người cần thì đẹp. Đấy. Rồi, cất này đi. Ok, một lần nữa cảm ơn bác. Rồi, chào em nhá. Ok, ok. Nhá. Rồi, ok. Có gì sau này bác cần đồ, bác chơi con xe mọc phíp kia cần đồ bảo em. Ok, ok. Đi. Đi, em hãy lùi xe ra đi. Đây là công ty nhà bác luôn anh em nhá. Đấy, công ty luôn. Bác tên là Trung, mình tên là Kiên luôn. Xe này anh em bảo mua xe ô tô mới đi để xe ô tô kia nhá. Đi ô tô nhá, đấy ô tô nhá. Đấy. Không phải đơn giản đâu anh em ạ. Đấy, nhiều khi anh em đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền là như thế đấy. Đây. Bên cạnh là nhà hàng 559 này. Trên đầu là nhà hàng 559 anh em này. Em đang ở quốc lộ 5 nhá. Đây công ty bác này. Anh em nhìn bác biết này rồi, nhà bác phải người thiếu tiền đâu anh em. Đấy, nhà ta chơi siêu tầm những xe ta cảm thấy ok nhất rồi. Xe đã về đến bảng rồi. Đánh cầu Thanh Trì đi em ơi. Ok, xe đây anh em nhé. Đã xong anh em nhé. Bây giờ xin phép em về đây công ty đây này. Đang này tính chung đây này. Đấy. Bây giờ xin phép em về. Đó. Anh nào mua chiếc xe này trong đêm luôn nhé. Bác nào mà thích nửa mới, nửa mộc, nửa ta thì con này quá ok rồi. Vì em nói thật luôn này, em rút mic này. Em chỉ là người đưa đò thôi. Anh em thích đến bến đò nào thì em chiều anh em đến vào đò đấy. Anh em nhá. Đấy, còn tiền nào của ấy thôi.
chứ không phải là em mua cua trong giỏ hay bán cua trong giỏ đâu. Em luôn công khai là em luôn ship tận nhà anh em. Anh em đi thử kiểm tra. Đấy, đúng nhân tải anh em mới trả tiền. Đấy. Chào bác nhá. Vâng. Ok anh em ơi, bây giờ em xin phép là em sẽ đăng bài này lên. Bây giờ là 20:44. Đấy, đăng lên. Anh em là chốt trong đêm chốt. Còn xin thông báo với anh em là ba chiếc xe em quay lúc chiều này ấy, thì trên đường đi mua chiếc xe này là anh trai ở Quảng Linh, anh ở gần Móng Cái, anh chốt chiếc xe 40 triệu rồi. Anh chốt rồi, anh chuyển cọc rồi. Anh chốt chuyển cọc rồi. Bây giờ là em xin phép là em về Thanh Trì đây. Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh em. Anh em là mua chiếc xe này đấy, theo dõi video đấy. Và anh em có thể xem lại cái đường link của video. Con xe này bỏ quên 4 năm, anh em đánh chứ là bỏ quên 4 năm. Covid không đi đấy. Và tháng 5 năm ngoái đấy, năm nay đấy. Và tháng 5 năm nay đây, anh lên YouTube anh gõ phần này ra này. Đấy, bỏ quên 4 năm này. Nó ra anh em nhé. Thì em tìm cái video đấy cho anh em xem. Biết nó đâu rồi. Nó ở cái điện thoại này cơ. Nó ở điện thoại này cơ. Thì em vào điện thoại này em tìm. Em ra đường 1 đây rồi. Nếu bác nào mà đúng chân thì alo thật nhanh cho em qua số hotline 0778 24 48. Ồ, xa phết nhỉ. Một tiếng nó mới đến nơi à? Một tiếng mới đến nơi. Ok anh em nhé. Thế đi đường 5 hết đấy. Đây này. Anh em vào phần này này. Vào phần này này. Anh em có là đi xuyên đêm 117 km để mua chiếc Zewin đời cao để quên 4 năm không đi, giá gốc cộng cà phê 5 triệu. Nó là con xe này này, nó là bộ tem này này anh em này. Nhưng mà do khách hàng của em này về thích tem vắt thì vào tem vắt đây này. Em mở lên cho anh em xem này. Đấy, đấy là do khách hàng của em thích tem vắt vào tem vắt thôi anh em nhé. Đây này đấy. Đấy. Hôm đấy là đấy, anh em này. Ông già lên kem đấy cho 3 cây vàng. Đấy, 3 cây vàng mới mua. Đấy. Đúng là tháng 5 năm 2019. Con này đồ zin là 99%. Tôi mang đi. Thế tôi hỏi với ông bác kia là bác lấy vàng hay là lấy tiền mặt? Đấy, anh em nghe chưa? Thì nữa phải bán. Ờ. Đấy chờ tháng 5 à? Tháng 5 năm 2019. Đấy, anh em nghe chưa? Anh em thể trách nhá. Chính xác tháng 5 2019. Tháng 5. Năm 2019. Đấy. Em thực tế cho anh em luôn đấy. Vàng tháng 5 2019. SGC. Đấy. Tăng nhất lên 364. Đấy, con xe đấy đây anh em nhé. Nhưng mà do bác ấy thích tem này, bác vào tem này 6 đi. Đấy. Nó là tem này này. Dạ, em thích tem về em tặng em bộ tem này luôn nhé. Tôi nói tôi đang đua trách. Và người ta nói nếu tôi trách không chuẩn là bạn chị 36 nhân 3. Đây đường này đúng là ấy chưa anh, Hải Dương chưa anh em? 3 cây vàng nhưng mà khoảng là với 110 triệu là đấy. Đấy. Đấy anh em thấy chưa? 100 bao tiền cho anh em xem này. 108 triệu anh em thấy chưa? Nếu đúng nha, chi tiết là 110 triệu thật. Đấy. Nhân với 364. Thế thì con này mình mua hơn 100 triệu, mình gắn hơn 100 triệu. Thế anh em nào mua chiếc xe này mà so với giá bây giờ là anh em ăn ra được 75 đi. Em mua 70 mà. Em bán 75 thì con này là anh em đang ăn ra là 70, 75, 110 triệu xong bán cộng 5 triệu là 113 triệu. Là anh em ăn ra con này là 45 triệu nhá. Đấy. Nếu bác là mua chiếc xe này ra 45 triệu. Như cái bác thiệt một cái này em vẫn nói rõ là có khách đã đổi sang tem vắt rồi. Đấy, bác đã xử lý lại nhũ rồi. Đấy anh em nhá, cái gì có giá của nó thì bác nào mua tầm này thì quá tuyệt vời rồi. Đấy. Đấy. Em bán cặp là thêm 3 triệu, 15 triệu về ngon hơn. Thấy chưa? Ông nói như cái xe của tôi nó khác với ông so với cái xe vớ vẩn ấy thì so. Anh em thấy chưa? Xe của tôi. Đấy nha anh em nhá. 108 đi. Công khai rồi nhá. Ok, em tạm dừng video anh em nhá. Vì em xin phép em đăng video lên. Nếu bác nào mà mua chiếc xe này thì cố gắng alo thật nhanh cho em. Đấy. Đây này chỉ có giờ vàng mới mua được giá này thôi. Giá này trong 2 ngày. Hôm nay này, ngày mai, ngày kia. Hết ngày kia, hết ngày thứ tư em không bán giá này nữa đâu nhá. Em nói lại nhá. Những bác nào theo dõi em biết rồi. Rất lâu rồi em không lên video. Đấy. Lúc điện nó cũng không muốn bán rồi. Đấy. Đúng, tôi thề luôn anh em là đúng lên tôi bảo bạn này thôi để cho tôi. Nhưng mà tôi lên nó thật. Đây không phải là lỗi của tôi. Đấy. Tôi không phải lỗi của bạn. Có vấn đề đâu. Trung Kiên mô tô chào anh em nhá. Ok nhá. Đấy, bây giờ là mấy giờ? Mấy giờ anh em đi đâu quay video hết anh em nhá. 20 giờ, 20 anh em mua chiếc xe này alo thật nhanh cho em. 75 triệu.
em cộng cà phê 5 triệu nhá, em mua lại là 70 mà nhá. Ok ok anh em ơi, bây giờ là 21:34 này, em đang ở trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đã đang đi qua Ecobank này này, Ecobank Hưng Yên đấy. Em bắt đầu mua chiếc xe Hải Dương, em lại vòng lên trên cầu Thanh Trì này, em lại bốc một chiếc xe ở cầu Thanh Trì về phục dựng. Đây là cầu Thanh Trì đấy anh em này. Đấy thì chiếc xe Win Thọ 100 này em nhắc lại cho anh em này, em có mua của bác trai ở Phú Thọ Vĩnh Phúc đấy, Vĩnh Phúc hay Phú Thọ đấy, không xem video lại Ecobank này này. Đấy thì chính xác vì em xem lại video là mua là 108 triệu, cộng cà phê 5 triệu là 113 triệu đấy. Xong là bán luôn về 5 phút đồng hồ về thành phố Hồ Chí Minh đấy. Sau đó bác ấy về, bác này thì thích bộ tem vắt, bác lại nộp em cái tem zin đời 2 năm của em ra anh em ạ. Đấy cũng không trách được bác ấy đâu, vì bác lột thì bác chấp nhận bác mất tiền thôi. Sao bác lắp cái bộ tem vắt vào thì bây giờ đi mua lại em phải trừ phần trăm đi anh em ạ. Đấy xong em mua lại cho anh em là em công khai đấy, em cộng cà phê 5 triệu là 70 cộng 5 là 75 triệu, giá chắc 3 ngày. Bác nào nhanh tay mua thì alo em. Còn nó bác thích vào đồ gì hay thêm đồ gì hay hạ đồ gì thì bảo em. Còn em cứ mộc mạc đấy. Cái video nó hơi gọi là không được chuyên nghiệp cho lắm thì anh em thông cảm cho em nhá. Đấy, quan trọng là cái xe nó có thế nào quay như thế, và tình trạng xe và khách hàng có thể nó nói như thế. Và em cộng cà phê công khai. Và cũng nhắc lại sau hết ngày hôm nay ngày mai ngày kia là con xe đấy em không bán ra đấy nữa đâu. Em sẽ bỏ đồ ra em bán thôi. Xong em hạ xuống em bán có tầm mấy chục thôi. Em bán tầm mấy chục thôi, 2, 3, 4, 5 chục cũng được anh em ạ. Đấy, cảm ơn anh em nhé. Anh em mua thì alo nhanh cho em. Đấy, còn các bác nào đã đủ thông tin mua như em rồi thì cứ nhìn ưng hợp mã là mua thôi. Vì có những người thích làm mới, có những người thích mộc, em chân quý hết. Biết sao mà không có lãi là được anh em nhé. Đấy. Ok, chào tất cả anh em nhé. Em chuẩn bị ra cầu Thanh Trì đi rồi anh em ạ. Bác nào mua thì cứ alo nhanh cho em.